các bạn, mình cần lưu ý đi. Sim. Você vai deixar até no fundo, começar a queimar já. Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Linh Philip Vlog của Sông Người Châu Phi. Ngày hôm nay thì anh em mình đang ở trong chỗ vườn vườn của bạn Chilem Bồ các bạn ạ. Như là trước mọi người thấy thì ngày hôm nay mình đến đây rất là bất ngờ, bởi vì là người dân ở trong này là có anh tổ trưởng là anh Joao kia. Mà mấy anh em nhà anh đấy có cái vườn cà chua đẹp đấy các bạn. Anh ấy đã hô hào mọi người đi chặt dọn hết cái này rồi. Buổi sáng ngày hôm nay thì anh ấy có đến nhà mình nói là hôm nay mọi người sẽ đi làm đó. Và bây giờ khi mà mình đến đây thì tất cả đất đây mọi người cũng đã cuốc rồi, nhưng mà ở đây thì là tầm khoảng 10 ngày hôm nay rồi là ở đây không có mưa. Hiện tại giờ đất thì đang rất là cứng, mà máy cày ở trong chỗ Quang Linh Farm thì đang bận. Mùa này là mùa gieo trồng các bạn ạ. Tất cả người dân ở trong cái tỉnh này đó, trong tỉnh và trong huyện, tất cả mọi người đều đi làm đồng làm rẫy của gia đình các bạn. Thế nên là cái mùa này thì đúng là máy, tất cả các loại máy rất là bận, nên là không có, mình không chưa mượn được máy để đến đây để cày qua cái đất này lên. Và hiện tại thì mọi người mới đi dọn hết toàn bộ cỏ rồi là ở phía bên này nữa đó. Ở đây thì mọi người bây giờ hiện tại thời điểm hiện tại thì là cũng như kiểu là chưa đi làm công việc của gia đình nhà mình ấy. Bởi vì là ở đây chỗ này, khu vực này rất là ít mưa. Từ nhà mình ra đây khoảng tầm chắc khoảng tầm 25 cây các bạn. Đó, 25 cây, nhưng mà đường nó cũng tương đối rất là đẹp. Nhưng mà khu vực này ít mưa, trong nhà mình thì nó vẫn mưa nhiều hơn ở khu vực ngoài này các bạn. Chỗ nhà mình thì mới có tầm khoảng độ 3 ngày nay là không mưa thôi. Còn ở đây thì nửa tháng nay rồi, 15 ngày nay là không có mưa các bạn. Đó. Và toàn bộ những cây này thì là cây ngô ở đây lần trước thì rất là nhiều. Nhưng mọi người thấy cả toàn bộ khu vực này là mình trồng ngô hết thì người dân đây đã đi dọn dẹp rồi là thu gom và đốt hết rồi. Giờ chỉ còn cái chỗ này thôi. Bây giờ mẹ này sẽ đi gom nốt cái cỏ ở đây. Sau đó thì chỗ này bây giờ phải chờ mưa xuống các bạn, chờ mưa xuống cho đất nó mềm. Sau đó thì mọi người sẽ đi làm rồi đi dọn dẹp hết cái khu vực cánh đồng này. Sau đó thì sẽ tiến hành đi tra hạt. Giờ phải chờ các bạn, chờ khi nào trời mưa xuống thì sẽ đi tra hạt ngô ở đây. Ở đây thì bản này cũng là bản mà mình lấy, hiện tại bây giờ mình đang lấy bốn anh mà làm việc, nói chung là chịu khó mà biết việc ở trong bản này về trang trại của mình để làm rồi. Mình cũng muốn đưa cả anh Joao kia đi, nhưng mà anh Joao thì bây giờ anh ấy đang bận chăm sóc ở cái vườn cà chua, rồi là cũng ở đây để quản lý, rồi hô hào mọi người đi làm việc ở trong khu vực này đó. Như mọi người nhìn thấy đây thì buổi sáng nay mình, khi mà bây giờ mình đến đây ấy, toàn bộ cái chỗ cái vườn này đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Ở trong bản này thì là mình rất là tiếc, cái là mình tiếc nhất cái là ở trong bản này là không có đất để mình làm đó. Nếu mà ví dụ mà ở đây mà có một cái bãi đất rộng quá thì mình sẽ tập trung toàn bộ vào đây để làm, nhưng không có. Chính vì không có nên là mới phải đi tìm một cái khu đất ở ngoài kia, và có phải liên hệ với cả huyện để có được cái mảnh đất trang trại hiện tại bây giờ. Nhưng mà ở khu vực đấy thì nó lại cũng tương đối là gần so với khu vực thị trấn, nó cách tầm khoảng độ 3-4 cây thôi. Đó, từ nhà mình ra chỗ trang trại tầm 4 cây số thôi. Và bây giờ ở khu vực đấy thì nó đang là chỗ nhà mình đấy thì là đang mưa rất là nhiều. Đó, cứ 2-3 ngày lại một trận mưa, thế nên là toàn dân mọi người tập trung đi làm rẫy làm đồng của gia đình. Đó, nghĩa là mình không hô hào mọi người đi làm được. Đó, và thậm chí là ở khu vực đấy là mình có muốn thuê người đến để làm nhưng mà cũng không thuê được các bạn, bởi vì là mọi người toàn bộ cũng phải đi tập trung về đi làm rẫy để trồng ngô khoai sắn cho gia đình nhà mình các bạn. Nói chung là phải tầm 10-15 ngày là vào đầu mùa thì không có người để làm các bạn, cực kỳ hiếm người. Mặc dù là mình cũng đã đi nói em Betu, em Miguel rồi là mấy mọi người đi thuê rồi đấy, thuê người các bạn, nhưng mà không có người để làm. Thời gian này đúng là trong trang trại đúng là rất là bí người các bạn, không có người để làm. Còn ở trong khu vực bản xa như này, những cái khu vực vùng sâu vùng xa thì là hô hào mọi người rất là dễ các bạn. Ví dụ như ở đây trong bản này thì mình cũng không hô hào, chưa hô hào mọi người để làm đó. Thế nhưng mà anh Joao anh ấy tự giác anh ấy hô hào mọi người đến để làm các bạn. Ngày hôm nay thì đất ở trong này thì đã xong hết rồi, giờ chỉ còn có là chờ
chờ cái mưa, mùa mưa xuống thôi. Chờ mùa mưa xuống là sẽ bắt đầu đi vào để đây để tiến hành đi gieo hạt thôi các bạn. Đó, bây giờ là đang đi cái khu vực này, trước là bỏ trống này, bây giờ sẽ đi gom cỏ lại này. Ma espera, cota, è sì, per fare che. È sempre arrivare a scalera qui. Trafica tutto direi. Ah. Sì. E non potete discopassare. Sì. Sì, sì, messo in basso là. Esattamente che sta sì. Sì. Andiamo a fare la mamma tirare a capi. Ma mette un monte. Ah, questo capi no. Questo figa di monte. Figa là. Quando vuoi mettere a reia. Para tapar. Para tapar. Ele com a chuva já apodrece. Vai, vai que não vai crescer mais de novo. Đó, mọi người đang vun vun cái vườn này, cái chỗ cỏ này lại để cho nó thẳng hàng so với cái dãy bên kia. Như vừa nãy lời anh Rao nói là vun cho nó thẳng theo cái dãy ở phía bên. Conta João, você não tem lavra aqui? Lavra? Aqui. Outro lado. Ok các bạn, đây là ngô. Ngô giống của mọi người. Đây là chỗ này mọi người hay gọi là na cà. Như ở mình thì gọi là cái đất mà gọi là cái ruộng dọc. Tức là cái này mà khi mà vào mùa mưa thì là nó sẽ bị ngập nước. Năm ngoái thì mình cũng đã đến đây quay cho mọi người xem một lần rồi. Thì nước mưa đây nó ngập rất là nhiều. Sau đó thì nước từ trên các đồi với lại ở những cái nơi xa nó dồn vào đây. Thì ở cái khu vực này đất nó rất nhiều phù sa đó. Nên đây là mọi người nhìn thấy là ngô của người dân trồng ở đây. Ở trong khu vực này là không có bất cứ một cái chút nào gọi là lân đạm ở trong này cả. Đó. Đây gọi là cứ gieo xuống thôi, sau đó thì đến mùa là đi thu hoạch thôi. Và cái ngô giống này thì là ngày xưa đầu rồi khi mà bắt đầu vào mùa mưa là mình có cấp phát cho mọi người để trồng ở cái khu vực gọi là na cà này. Thì ở đây thì cái khối lượng số lượng đây nó cũng ít thôi. Từ đây chạy về phía dưới đằng kia. Đó. Và một lát nữa mình sẽ dùng cái flycam bay thử cho mọi người cùng xem. Đó. Là từ nó từ trên này mà đi về phía dưới kia. Đó, đây toàn bộ là những cái khu vực mà ngô mà mọi người trồng trước. Cái này trồng thì là không cần phải chờ vào trời mưa các bạn. Tức là khi mà mọi người cảm thấy thuận lợi về cái thời tiết ấy, chuẩn bị vào mùa mưa thì là mọi người sẽ bắt đầu gieo hạt ngô xuống đây. Đó, gieo hạt thì như mọi người nhìn thấy đây là người dân đây là cứ làm từ bao nhiêu đời nay rồi là cứ ném, cứ kiểu cầm ngô rắc 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 rắc, xong là nó cứ lên như vậy. Đó, rất là tốt các bạn. Đây cái bên phía bên này cũng thế, như có những cây thì nó rất là tốt mà nó xanh như kiểu là mình bón lân đạm nhiều xong nó xanh ngắt luôn các bạn, xanh ngô xanh đen luôn. Chỗ này thì nó bị ngập nước này, nó lại lên muộn hơn một chút này. Đó, ngô đây thì mọi người trồng xong là có xen kẽ cả cái giống cây đậu vào các bạn. Cây đậu. Đó, đây. Những cái chỗ này là cây ngô nó rất là xanh này, từ trên xuống dưới. Bắt đầu trổ cờ đây rồi, như cái ngô này, cây này. Đó. Là bắt đầu ra cờ đây rồi các bạn này, chuẩn bị cái này là chuẩn bị được thu này. Đó. Đây là ngô này là lần trước là mình có cấp phát cho mọi người nhưng mà do là thực tế là mình cũng không phát được cho mọi người nhiều, mỗi gia đình có 5 cân thôi. Với cả là bởi vì là cái điều kiện kinh tế nó hạn hẹp đấy các bạn. Nên là mình cũng không quay lại. Chỉ như những năm trước ấy thì là có cấp phát nhiều hơn. Năm nay thì là ít hơn các bạn. Năm nay mình chỉ cấp cho bạn này thôi. Cái ngô này là vừa rồi mình cấp, và cái ngô này ấy là ngô giống mình đi mua. Mình đưa anh tổ trưởng Rao này đi mua ở ngoài chợ các bạn. Đó, đi mua giống ở ngoài chợ thì anh ấy là người chọn cái giống ngô. Đó, và anh ấy lên cho mình cái danh sách là trong bản có bao nhiêu hộ rồi là mỗi hộ bao nhiêu cân thì nó sẽ ra tổng số cân bao nhiêu đó. Sau đó anh em mình sẽ đi mua và để đi phát cho mọi người cái chỗ ngô này. Đó, ngô này thì mọi người cũng trồng được tầm tháng rồi, hơn tháng rồi các bạn. Những cây ngô này. Cái cây này to kinh khủng khiếp. Cây ngô to như cây mía. Mà rất đẹp nha các bạn, ngô trồng, mọi người trồng như kiểu là gần theo kiểu là không chăm sóc. Cái này là mọi người chỉ đi làm cỏ thôi, chứ không có lân đạm, không có bất cứ một cái gì cả. Thế nhưng mà cây ngô thì
100% là mình nhìn đây là không có bất cứ một cây nào mà nó bị con sâu nó đục cả bạn. Hay là cái mùa này là nó ít sâu này. Còn ví dụ mà vào mùa nắng nóng thì là mùa nắng nóng, mùa khô thì nó sẽ rất là nhiều sâu. Đó. Toàn bộ những cái phía này. Đó. Tất cả đây là đều là ngô của người dân ở trong bản Chi Lèm Bồ cả. Và cái chỗ khu vực Ta Cà này thì như mọi người biết là hàng năm ấy nó rất là nhiều cỏ, gia đình nhà nào chịu khó đi dọn dẹp cỏ đấy để thì mới có đất để làm để canh tác thôi. Còn mọi người kiểu như là cái chia ấy, mỗi bản là mọi người ở đây là có cái khu vực ở dưới kia nó có một cái suối rất là to. Đó thì sẽ chia ra là bản phía bên này là của bản Chi Lèm Bồ, còn phía bên kia thì lại của người dân ở bản khác. Đó. Còn theo dọc cái khu vực này từ trên kia đi về phía dưới này thì mỗi hộ gia đình sẽ chia ra một chút nhỏ nhỏ để gần như là nhà nào cũng có đất ở trong khu vực Na Cà này. Rồi ở phía dưới đằng kia cũng thế, đằng vườn khoai tây nhà anh Joao cũng vậy các bạn. Đó. Mỗi hộ gia đình sẽ chia một chút để có đất để trồng các bạn. Và cái ngô này thì mọi người sẽ được thu hoạch trước rất là nhiều so với cái ngô mà trồng ở trong ruộng. Ngô ở trồng ở ruộng ở rẫy thì là cái đấy phải phụ thuộc vào trời mưa thì mới trồng được các bạn. Còn cái ngô mà trồng ở cái khu vực đất ruộng dọc như này thì là cái đất này là đất phù sa, nó rất là tốt thì không cần phải chờ vào mùa mưa. Gọi là bắt đầu chuẩn bị vào cái giai đoạn mùa mưa là mọi người đã bắt đầu đi trồng rồi. Đó. Di chuyển về phía bên này một chút các bạn ạ. Đây mọi người nhìn thấy đây là cái ngô này là cái đất phù sa các bạn. Cái đất phù sa này là cái vườn ngô nó cực kỳ đẹp. Đây. Ví dụ như cái khoảng ngô này các bạn. Mọi người nhìn thấy ở đây là không có bất cứ một con sâu nào cả cái chỗ này. Đó, đây. Ngô này rất là đẹp luôn. Phía bên này cũng vậy. Nên đây cứ mỗi nhà cứ có một cái ô nhỏ nhỏ thôi. Cái này chắc tầm khoảng một nhà chắc được khoảng tầm như ở quê nhà mình hay gọi là mỗi nhà được khoảng 5-10 thước thôi. Chỗ này cái này nhỏ nhỏ chắc khoảng được 10 thước. Rất là nhỏ thôi, mỗi nhà mà được một khoảng này, nhưng mà nếu mà cái này cái cây ngô này các bạn nhỉ. Cái cây ngô này rất là tốt, nó phích cao đi. Đó, đây là trồng hai cây nhưng mà cả hai cây đều tốt ngang như nhau. Cái ngô này nếu mà đến lúc được thu hoạch ấy các bạn, cái cây ngô mà đủ ăn nó rất là tốt, từ trên xuống dưới luôn đều xanh. Cái này 10 thước này cũng được tương đối là nhiều ngô rồi các bạn, được rất nhiều ngô rồi. Đó. So với một hộ gia đình thì cái khoảng này cũng là được tương đối ổn. Và cái phía này thì nó lại phía này thì nó hơi bị kém hơn một chút, là chắc là do tại cái đất nó kiểu như bị chua. Đó, thế nên là cái cây nó sẽ bị vàng hơn một chút so với là ở phía dưới kia. Đó, những cây nào mà nó tốt thì nó sẽ tốt hẳn. Thôi bây giờ anh em mình sẽ di chuyển về phía dưới kia để xem các cô nấu ăn như thế nào rồi.
Đó các bạn, đây là có bác trưởng thôn này. Bác trưởng thôn là bác ngồi thứ hai từ bên trái sang. Còn bác ngồi bên đầu tiên đấy là bác phụ trách công việc ở trong nhà thờ, cũng như kiểu là bác phó thôn luôn. Thì vừa là chịu nhiệm giảng đạo này, vừa là phó thôn. Còn đây là anh Rao, tổ trưởng. Anh áo đỏ bên này cũng là anh tổ trưởng. Còn kia ở giữa là hai bác lớn tuổi. Mình có ngồi lên để họp với các bác, bàn cái kế hoạch chuẩn bị trong thời gian tới để làm. Yapay a segunda feira. Ah no, segunda feira vamos descansar. A terça feira vamos continuar aqui. E a primeira hora, a terça feira, todo mundo ir lá para se achar no capim, no a chip, para ficar bonito. Eu fui lá, mas capi que está crescendo mais do a chip. Não está parecendo bem, por isso não dá para filmar, para mostrar no nosso chefe. Senão ele vai ficar zangado, tá vendo? Yeah, porque nós não está cuidando a chip, é só capi que cresce. Então, a terça-feira vamos achar aí e vou trazer adubo. Vamos aumentar um bocado para puxar. Aqui agora vamos ver quando a chuva cai. A terra aqui está muito duro. Mas lá na vila está tipo 3 dias. Na terça-feira caiu? Sim. E aqui não caiu? Aí não cai. Aqui deixou de cair, parece sexta-feira passada. Ah, então já uma semana. Já está quase 10 dias sem cair. Sim. Aqui quando aqui cai muito chuva, quando? A próximo mês? Bem, tem o que tem acontecido. Então, velho, ou terça-feira? Terça-feira de manhã eu chego aqui. Vou trazer adubo e outra coisa. E você tem que ir hoje ou amanhã, tem que ir lá para falar com o dono, para ver esse treino vai dar para trabalhar ali ou não, né? Sim. Yeah. Ok, bạn, bây giờ ngày hôm nay anh em mình vào đây. Sim, sim. Sim, sim. Ok, các bạn, hôm nay anh em mình vào đây thì cũng mình muốn tiếp tục làm việc ở trong cái khu vực bản Chilembo ở đây. Và cũng đang có rất nhiều kế hoạch để làm ở trong cái bản này. Bởi vì người dân ở đây thì mọi người rất là chịu khó đi làm. Đó. À, có mấy anh tổ trưởng đây cũng rất là uy tín các bạn, và các anh rất là biết việc. Nên là mình đã tiếp tục quay lại cái bản này để hỗ trợ cho mọi người làm ở chỗ cái khu vực vườn này là vườn ngô ở phía dưới bên kia nữa. Okay, các bạn, thì tôi video ngày hôm nay anh em mình cũng xin phép được kết thúc dừng lại tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình ngày hôm nay. Chào các bạn. Chào các bạn. Papa, chào các bạn. Chào các bạn.